Hello mọi người, bạn là bên đây. Mình vừa mới tới từ sân bay về khách sạn. Thì ở khách sạn là cái phòng mình sẽ ở, trong thời gian mình sẽ ở đây là sẽ, đây là giường ngủ. Giường ngủ đây, trên ngay có một mền. Đây là khăn tắm. Không, có cái đèn nè, thương chưa? Dạ. Đèn, đèn ngủ. Đây là tủ. Mọi thứ ở bên này nhìn có vẻ rất là cổ kính, rất là trầm mặc, rất là phong cách mà kiểu cổ điển. Nếu mà ai thích cái phong cách cổ điển là sẽ rất thích cái phong cách này. Cái tủ quần áo đó cho mọi người. Tủ giống như kiểu em, nhưng mà cái này người ta làm bằng gỗ nên nhìn nó rất là cổ kính, rất là cảm giác rất là ấm áp và sang trọng. Chính có cái bàn ghế ở đây, có thêm một cái tủ này, giống như là kiểu tủ ở Việt Nam người ta đựng chén bát kia đồ á. Đây, ly nè, dao, muỗng, đĩa, đầu niêu, son chảo. Cái này giống như kiểu là thuê một căn hộ Airbnb á, và bao gồm là vừa là khách sạn mà vừa là có, vừa có phòng ngủ mà vừa có bếp nấu ăn nữa. Muỗng, đĩa, dao, giấy, tất cả mọi thứ. Đây có một cái tủ lạnh mini, có nước đó, mọi người có thể bỏ rồi một cái nấu nước nóng, rồi có một cái bếp ga người có thể sử dụng, có bồn rửa chén này, bình ga. Phòng này có cả sofa. Rất là thích mọi người, kiểu đất bàn này quá. Cái bàn này kiểu phong cách là cổ. Ghế sofa, bàn, cửa sổ bên ngoài là có nhà em cậu đang xây sửa gì đó nên hơi ồn một chút. Tivi đi đây, bức tranh đây, đó. Chắc đó là nhà, nhà vệ sinh, có nhà vệ sinh chung với lại chị tắm luôn, rất là ok. Ngoài đây là một ban công ngay bên ngoài. Chim bồ câu nè, bồ câu ở khắp nơi ở đây, rất nhiều chim bồ câu ta quay lại. Xung quanh là các kiểu nhà hàng bán, rồi cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi mấy dịch vụ du lịch book tour, book để cho khách nghỉ từ Tây, từ ba lô rồi người ta đăng ký mấy cái dịch vụ tour nè, mấy cái tour ngoài nè, họ bán tour để mà đi leo núi, đăng ký resort hotel gì nữa nè. Đó, ở Nepal mọi người sẽ thấy là mọi ở như, chỗ này họ cũng treo cái cờ mà nhiều màu giống vậy nè, giống như là cái tín ngưỡng của người ta, đạo Hindu. Ấy có hai chim bồ câu đang làm ổ đây nè. Chim bồ câu nè, đi vô nhé em, không nó đẩy yếm đầu. Ừ.
Giờ mình chuẩn bị sẽ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ra phố ngắm phố phường chút rồi mua sắm bộ đồ cá nhân nho nhỏ cho thời gian sử dụng ở đây. Hẹn gặp mọi người chút xíu nữa nha.